Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Đêm nay thật sự rất vui. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng gặp gỡ và thưởng thức những giai điệu ngọt ngào đến từ nhạc sĩ Nhật Ngân. Chơi đàn hay quá, hay hơn mấy ông nhà công ở đây nữa. Cảm ơn em. Chơi này có khó không anh? Chắc là cũng khó đó, nhưng mà tại vì anh mê đàn từ nhỏ cho nên là được rớ vô cây đàn anh vui lắm. Vậy em có muốn học đàn không? Tôi hả? Tôi cũng học đàn được hả? Được chứ, anh sẽ dạy cho em. Khách sộp tới, khách sộp tới mấy đứa ơi, gặp tiếp khách nè, mời vô mời vô. Lên nhạc đi. Nè, sao không đi ra tiếp khách đi con? Khách sộp nha. Nhanh lên. Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say, thấy hồn mình có bơ phơ. Và từng đêm về, lòng có cô đơn. Và từng đêm về, hồn có đau thương. Và từng đêm về, lệ có. Theo tiếng nhạc đưa.
sẽ ra sao. Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình em sẽ về đâu? Môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng. Em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình em sẽ về đâu? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô anh chưa tưởng tượng được rằng một người nữ sẽ hát bài này như thế nào, nhưng qua cái cách biểu diễn của Hồng Gấm thì anh rất là thích, bởi vì tuy là nó còn thiếu những cái trải nghiệm về lơi lả trong cái câu hát câu chữ, nhưng mà về cái tổng thể mà về cái nhấn nhá, về cái tình cảm đó thì bạn Hồng Gấm làm rất là xuất sắc. Anh rất là thích cái chất giọng và cái phong cách biểu diễn nó rất là tới, diễn cũng khá lắm. Cái bài này nó thuộc loại là nhiều người hát hay quá rồi, nhưng mà em hát rất là hay. Anh nghĩ là hồi đó tới giờ anh nghe lần đầu tiên anh nghe một người nữ mà hát bài này hay như vậy đó. Hồng Gấm có nghiên cứu về kỹ nữ không mà diễn giỏi vậy? Diễn rất là ra cái cá tính của người kỹ nữ. Em hát cái tình cảm cũng rất là tốt, giọng đầy nội lực. Cái điểm son của bài hát này là diễn rất tốt. Không biết nói sao hơn nữa là rất là khen em. Hát tốt, bài hát này cảm xúc tốt. Lần đầu tiên nghe người nữ hát bài hát cho người kỹ nữ mà xuất sắc như thế này. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Giờ bề ngoài mới gặp khó có ai hiểu được em có một cái nội lực hát ghê gớm như vậy. Em diễn xuất quá rành trong vai người kỹ nữ. Chắc có lẽ em cũng phải nghiên cứu dữ lắm. Tuyệt vời. Hai người này khen là đã quá rồi. Đây, lấy đi. À, thằng ơi, trả lại đây. Lại đây mà lấy. À. Này, mày đặt viết thư tình à? Ai? Thơ với trả thần, chỉ có mấy... Cho tao đọc đi. Mấy câu thơ thôi mà. Cuộc đời là dâu bể. Dâu bể đa đoan như người ta thường nói. Thương yêu ngày hôm nay, để rồi ngày mai lại phải xa nhau. Còn chăng chỉ là ngàn đắng cay phiền muộn. Thơ gì mà buồn ấy. Trả lại này. Đang tương tư ai rồi đúng không? Ơ? Này, mà có tương tư ai ấy thì á cũng phải đi ăn chè đấy nhá. Ơ, không được. Sao không được? Hôm nay
tớ có hẹn rồi. Hẹn! Đừng hò. Thế thì hàng tôi đây không có làm kỳ đà cản mũi nữa. Tôi chúc mấy người đi hẹn hò, hẹn hò vui vẻ. Trang. Dạ. Trang chờ anh có lâu không? À, dạ không. Anh nhìn gì? Ờ, hôm nay Hằng không có đi với Trang à? Không, em đi một mình thôi. Ngày thường anh thấy hai người hay đi chung với nhau. Ờ, Trang nè. Dạ. Anh muốn hỏi Trang mấy chuyện được không? Anh nói đi, anh hỏi em đi. Về Hằng được không em? Cũng được. Anh cứ hỏi đi, em nghe mà. Thực sự ra thì anh có rất là nhiều điều muốn biết về Hằng. Như là Hằng thích gì nè, nghỉ hè Hằng đi đâu, hay là về quê. Rồi Hằng thích bạn trai như thế nào. Nhiều lúc anh muốn làm quen với Hằng, nhưng thôi, chỉ có Trang á là chơi thân với Hằng thôi. Anh nhút nhát quá. Anh không tự đi nói tình cảm của mình với Hằng. Chỉ dám nhìn người mình yêu từ phía xa. Yêu mà không nói được ra thì rất là đau khổ. Người cười thì tôi hạnh phúc. Người u buồn thì tôi cũng buồn lây. Sống cho cảm xúc của người ngày qua ngày. Tôi nghĩ chắc tôi yêu người còn hơn yêu tôi nữa. Sắp nghỉ hè rồi, anh tính thế nào? Chắc là năm sau anh phải tìm cách thổ lộ với Hằng. Anh có muốn em làm cầu nối cho anh với Hằng không? Thật không? Em có nói thật không? Anh không cần phải ngại đâu. Em tự nguyện mà. Anh cảm ơn Trang nhiều lắm. Có gì đâu anh. Thôi anh về đi. Em sẽ kiếm cách. Miễn anh vui là được. Xa em tìm đâu lại thua êm đềm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Thôi rồi anh đã quên em, tình xưa đổi trắng thay đen, mộng mơ giờ biết đâu tìm, cho nên giờ đau đớn riêng. Ngày xưa ở bên nhau, tình yêu rồi cũng phai màu. Lời thề trôi với trăng sao, rồi còn gì ta nói cho nhau. Thôi vòng tay nhỏ mai sau, tìm đâu tình đã bay cao. Tìm đâu đưa phút ban đầu, nên em đành một mình. Tình mình vậy sao, tư lý không một câu nào, bàng hoàng như giận chiêm bao. Gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thay tiếng.
lời tha thiết còn đâu. Em về ôm phần thương đau, tình vui được đuổi ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dẫu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi con nhớ nhung này, tôi yêu người còn hơn yêu tôi. Anh ơi, tình mình đôi ngã chia phôi, dù anh ở tận phương trời nào, xin hãy nhớ mãi lời em, tôi yêu người còn hơn yêu tôi. Anh ơi, duyên tình mình vậy lý không một câu nào, bàng hoàng như giấc chiêm bao. Gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thay tiếng chào, lời tha thiết còn đâu. Em về ôm phần thương đau, tình vui được buổi ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dẫu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi con nhớ nhung này, tôi yêu người còn hơn yêu. Dù dẫu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi con nhớ nhung này, tôi yêu người còn hơn. Xin được biết thông tin là nhạc sĩ Lê Dinh và danh ca Phương Dung là cùng quê ở Gò Công. Vậy thì Trinh không biết là cùng quê như vậy thì mình có kỷ niệm gì lúc nhỏ không ạ? Có thể chia sẻ cho Phương Trinh cũng như là khán giả được biết. Phương Dung kêu nhạc sĩ Lê Dinh bằng thầy, mặc dù không phải là người học hát với nhạc sĩ Lê Dinh, nhưng mà người cùng quê là một. Cái thứ hai là cô Tám Nguyên, vợ của thầy, là cô giáo của Phương Dung ở tiểu học. Cô là một người rất đẹp. Ngày xưa tiểu học á, đã có dạy nhạc, đã có dạy nữ công, đã có dạy vẽ. Có hai người nữa, cả ba người đều đàn rất hay của Gò Công, đó là thầy Truyền với thầy Minh. Nhưng mà nổi bật nhất đó là nhạc sĩ Lê Dinh. Trang hát có xúc cảm, nhưng mà cô Phương Dung khuyên lấy hơi em bớt, đừng cho người ta nghe, ráng tập làm sao những cái lúc đó em lơi cái micro ra một chút xíu. Cái bài Biển Dâu em hát rất là dễ dàng, nhưng mà chính cái dễ của bài Biển Dâu là một cái điều khó cho mình. Càng dễ thì càng khó để mà đi vào tim và lòng người mộ điệu. Cái diễn xuất của Ngọc Sơn và Thu Hằng đã hỗ trợ cho em vượt lên. Nhạc sĩ Lê Dinh thì anh không gặp được nhạc sĩ ở ngoài đời nhiều. Tại vì nhạc sĩ rất là kín đáo nhất luôn á, trong những tác giả. Bài Biển Dâu anh cũng có hát, cũng có thu âm. Và anh rất là thích cái bài hát này. Cái melody nó rất là đẹp. Và cái lời nó thấy thương quá. Đối với anh là bài hát Biển Dâu là một trong những bài hát tuyệt vời của Lê Dinh. Cái phần mà diễn xuất của em đó,
Anh thấy như thế này, khi mà mình phát hiện ra cái người mình yêu lại yêu cô bạn của mình thì cái tâm trạng của mình như thế nào? Rất là buồn phải không? Hụt hẫng lắm, coi như là run rẩy rồi, mất thăng bằng rồi, phải không? Thì những cái câu thoại đó em nói chậm lại, có lúc nhanh theo cái tình huống mình suy nghĩ, nhưng mà đoạn sau sẽ chậm lại chút xíu. Với lại cái câu mà tâm đắc nhất đó, tôi yêu người còn hơn yêu tôi, nói chậm lại, thấm thía hơn. Cái câu đó là câu điểm nhấn để cho người xem để ý tới mình, nhớ tới mình nha. Còn cái phần hát á, thì em hát tư sự một chút, hát mượt mà thêm một chút. Cái này em hát nghe là nó cứ tròn trịa thôi, chứ cái phần tư sự chưa có thấm lắm. Rồi, cảm ơn cha. Hai bậc tiền bối đã góp ý cho em nhiều, thì chị nghĩ rằng là em nên lấy những cái kinh nghiệm đó để chúng ta khắc phục cho những cái tập tiếp theo. Và chị nghĩ rằng nếu mà cái bài Biển Dâu này em phối nhạc cho nó chậm hơn một chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Kinh nghiệm của chị nè, chị chia sẻ một chút xíu, có những đoạn chúng ta lên cao trào, chỉ còn lại nhớ nhung thêm và chỉ còn nghe đắng cay thêm, thôi rồi anh đã xa em. Có cao trào lên thì cái cảm xúc sẽ đưa đẩy cái người nghe, mình thu hút cái người nghe hơn. Toàn tiết mục thì tương đối hoàn hảo, nhưng mà về cá nhân em là nhân vật chính trong bài này thì là em chưa diễn đạt bằng hai bạn diễn của mình. Thôi thì mình rút kinh nghiệm. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Đông Đào. Và chắc chắn là một tí nữa thôi chúng ta sẽ lại được nghe nhiều những câu chuyện và nhiều những chia sẻ từ ban giám khảo nữa. Thôi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Các em về nhà nhớ tập thêm. Dạ. Đúng là tiết học thực hành của thầy Vinh có khác ha. Học thầy Bình cũng vui nữa. Tụi em chỉ sợ học giờ lý thuyết của thầy Mỹ thôi. Căng thẳng lắm đó thầy. Vậy hả? Mà cũng hay thiệt luôn á ha. Lớp mình á chỉ có 3 người thầy à, mà thầy nào á cũng đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng nữa. Thôi thầy, em hỏi cái, để sáng tác hay vậy á, chắc thầy phải yêu nhiều người lắm phải không thầy? Cái thằng, không lẽ bây giờ thầy sáng tác 200 bài hát là thầy phải yêu 200 người sao? Sáng tác á là phải cảm xúc, phải bắt gặp đâu đó những câu chuyện, những tình huống khiến cho mình rung động, thì lúc đó mình mới lấy đó là đề tài để sáng tác được. Biết đó là vậy á, nhưng mà thầy ơi, một người á đẹp trai như thầy nè, lại còn tài quá nữa, thì chắc chắn là phải có nhiều mối tình, khó quên lắm. Đúng thầy? Rất đúng. Một lần yêu là một lần nhớ mãi, không thể nào quên. Với người đầu tiên mình yêu thì tình cảm đó lại càng sâu đậm. Cái thời hoa niên tuổi học trò đó gắn liền với tấm ảnh xưa được gửi gắm trong trang sách. Thấy chưa? Thầy yêu như vậy, sáng tác không hay cũng uổng á ha. Đúng rồi. Thôi đi về. Ở đó mà kêu thầy hoài. Đi về. Thưa thầy đi về. Thầy. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đường đời chia đôi ngã, người xưa không còn nữa, nhưng hình ảnh vẫn còn trong tâm trí. Chiều phai cuối trời.
suốt đời nghe anh. Chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên chẳng như vui. Đã thương nhau rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. Lời nói của người yêu cứ vang vọng mãi ở trong đầu, không thể nào dễ dàng mà phôi pha được. Những kỷ niệm đó tôi cứ nâng niu, ôm ấp ở trong lòng. Tôi quý nó như những thứ quý giá nhất ở trong cuộc đời của mình. Nhớ lúc em xa từ chiều phai cuối trời, nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay anh em buồn khẽ nói mình yêu nhau mãi suốt đời. Nghe anh chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai, bạc màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung sẽ chẳng như vui. Quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Một người đêm thâu mong một người nơi nào. Còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khi vào lòng nhau. Bài hát này cô Vân Dung có hát, nhưng hôm nay cô đố khắc mình trong cái bài này. Câu nào hay nhất và cái câu nào là cái câu chính nhất của bài hát? Có nghĩa là cái câu còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. Em đã nghĩ câu đó. Cái câu chính của cái bài hát và câu hay nhất trong cái bài Nếu Anh Đừng Hẹn. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi. Dạ. Câu đó là câu chính. Mình bị tình phụ mà ngủ trên không môi. Ngủ trên môi là tất nhiên cái là gì? Cái người đó không có giữ lời hứa. Dạ. Riêng cái cảm xúc và cái sự trình bày của Khắc Minh rất tốt. Có cảm xúc, có diễn tả trong lúc hát. Cô tán thưởng em. Dạ, đúng rồi. Thầy Khắc Minh ơi, tôi nghĩ là học trò của thầy đó sẽ xin theo thầy học suốt đời đó. Đẹp trai mà diễn xuất rất là tốt, ra cái tính cách của một thầy giáo. Còn cái phần hát của mình đó, cái giọng thì rất là trầm ấm. Đoạn A, đoạn C rất tốt. Mà cái đoạn B đó, cái đoạn điệp khúc đó,
em phải cho nó bay lên, tạo cái ấn tượng nơi khán giả. Theo chị á, thì bài hát này có thể em lên nửa tông. Có lẽ là em nghĩ là mình thi cho nên em chọn một cái tông an toàn quá. Thật ra giọng em ấm thì ấm đẹp đó. Nhưng mà nó, những nốt cao của mình chưa có một cái động lực để mình đẩy lên. Còn cái diễn thì em tương tác với lại những người bạn diễn của mình cũng rất là hay. Chúc mừng em. Không biết cái tập này thầy Lê Vinh có theo dõi và coi xem hay là không. Nhưng mà cô có một người bạn rất thân đã từng yêu nhạc sĩ Lê Vinh tha thiết vào đầu thập niên 60. Tên của người bạn đó có thể nói bây giờ là nhạc sĩ Lê Vinh nhớ, cái tên rất đẹp. Bà chị cũng rất đẹp, Trúc Chi. Mặc dù biết thầy Lê Vinh có gia đình, nhưng mà cổ cũng cứ yêu. Và sau đó có thể cổ thấy là cái mối tình này không có đoạn kết, thành ra cổ lập gia đình với một người mà cô Phương Dung cũng quen. Chị này thì không phải là một ca sĩ, nhưng mà khi nào đi đâu á, mà đi với cô Phương Dung mà có dịp là thế nào cũng lên xin hát một hai bài, mà hát toàn nhạc của ông Lê Vinh. Dạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của danh ca Phương Dung. Ê, 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 đi đâu này? À, tôi đi đám cưới đợi. Ôi trời đất ơi, ai mà không biết ông Thương đời, duyên tình trắc trở. Hôm nay ông đến dự đám cưới của người xưa, gửi như mà không kìm được cảm xúc, ông quậy banh cái đám cưới người ta luôn rồi sao? Ờ à, thì... đám cưới đời, đời mời thì tôi đi thôi. Dù sao cũng là bạn học chung lớp mà. Chào mọi người. Tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay để chúc phúc cho tôi cùng cô dâu mộng đời. Và để chứng tỏ tình yêu của mình, tôi xin được trao cho cô dâu chiếc nhẫn cưới. Nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khỏi sao em để anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi, chở em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không gian giờ làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không gian giờ sao còn một lần tự lý. Vòng nhẫn cưới đó em ơi, ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để ai vui, rượu nồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi.
Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Tôi có vài câu thơ tặng nhân ngày vui của hai bạn. Cảm ơn anh. Anh nghèo không có nhẫn kim cương, anh chỉ tặng em nhẫn cỏ thường. Nhẫn cỏ nghèo nàn anh biết lắm, nhưng đầy kỷ niệm tuổi yêu đương. Nào mời em. Thơ hay tuổi dành mời. Bỏ đi. Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khỏi sau em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhẫn cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng. Mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi, chở em về bên mộng sâu xa. Làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ. Nếu không dáng giờ, sao còn một lần tự lý vọng nhận cưới đó em ơi. Ngăn cách nghìn thu vinh biệt rồi, đêm nay uống để ai vui, rượu nồng mặt tình em rót, uống cho người thay lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để ai vui, rượu nồng mặt tình em rót, uống cho người thay lòng đẹp đôi. Cái ca khúc này, cái phần sau em hát là tốt hơn. Cái phần đầu chưa có dạt dào tình cảm, là cái trách thân phận của mình. Sơn, anh nghĩ như thế này, cái này cũng là một cái, anh nhắc nhở các em phải hát một cái ca khúc á, phải thấm liền. Khi mình hát cái bài hát là cảm xúc phải có liền lập tức. Cái giọng hát của em, cái cách hát của em dễ truyền cảm cho người nghe, nhưng mà anh muốn phải nhanh lên, phải liền lập tức nha. Cô hỏi con có yêu ai chưa? Dạ thưa cô, đã có ạ. Và đã thất tình chưa? Dạ con đã từng bị thất tình rồi con. Nhưng mà cô nói em có cái giọng đúng giọng bolero và có diễn tả được cái xúc cảm trên gương mặt của mình. Mấy cái điều đó rất quan trọng. Em nghe cái bài này em muốn khóc luôn vậy đó. Tại vì em nhớ là kỷ niệm ngày xưa và cảm ơn anh rất là nhiều. Vòng nhẫn cưới của anh Ngọc Sơn đó là một cái hành trang đêm nào cũng hát. Hôm nay Nguyễn Ngọc Sơn hát càng ngày càng mềm mại hơn và tốt hơn nữa, nhưng mà hãy nhớ rằng phải thêm một chút xíu gọi em mềm hơn nữa. Đêm nay uống để em vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Hay quá. Nhưng mà dẫu sao thì Nguyễn Ngọc Sơn hôm nay cũng hát cũng mang chất đậm chất bolero tốt rồi nghe. Chúc mừng phần dự thi của em. Yeah.
Xin cảm ơn thầy. Đường đời dù không bằng phẳng, nhưng luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Và một trong những ngã đường ấy đã đưa Vinh Sử từ hai bàn tay trắng, nghèo sơ xác nghèo, đến một ngày vụt trở thành ông hoàng âm nhạc. Với những bài ca, những đĩa nhạc bán chạy bậc nhất. Và đi cùng với đó là những cuộc vui bất tận, như để bù lại những năm tháng cực khổ đã qua. Chàng trai trẻ ngày nào ngượng ngùng kết nhẫn cỏ để trao cho người mình yêu, nay tiền bạc xong xên, liệu chàng có thay lòng? Chút tình xưa liệu có lúc nào làm rung động một trái tim tưởng đã chai đá? Vô. Dạ. Dạ. Vô. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Chầu này anh trả. Thiệt á, không hổ danh là nhạc sĩ Vinh Sử, xài tiền như nước. Sẵn sàng tiêu tốn cái chục lượng vàng chỉ để làm ông vua một đêm. Sẵn sàng ở tất cả các nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Sa Thành này. Chú nói quá đúng. Ai, mình được thời, kiếm tiền dễ quá mà. Xài đi, bung đi, cho người ta ngưỡng mộ mình, nể phục mình, quỳ mọp dưới chân mình. Bù cho những tháng ngày nghèo khổ, nhà của mình bị quăng như sọt rác, nhục lắm. Bị tổn thương á, rồi bị coi thường như vậy, cho nên á, anh mới có động lực sáng tác những tác phẩm hay như vậy, đúng không anh Sử? Sai bét. Muốn sáng tác hay á, là mình phải yêu nhiều, thất tình nhiều, mà phải yêu mấy cái người đẹp đẹp á. Đừng có điên mà yêu người xấu nghe chưa. Ủa sao kỳ vậy? Yêu người đẹp, người ta mới dễ bỏ mình, mà người ta bỏ mình, mình mới có nhiều cảm xúc viết nhạc. Hiểu không? À. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thôi, tính tiền. Dạ. Cho nói là mấy nay anh không thấy Hằng ở quán kìa. Cô Hằng có việc hôm nay đi chưa về ạ? Anh ơi, thôi mình đi đi anh. Dạ. Chết giờ. Không ra cái thể thống gì, tối ngày ăn chơi đàn đúm. Em buồn cái gì? Nè, anh hay nói cho em biết, dứt khoát không có được qua lại đàn đúm á, rồi yêu đương với thằng đó nghe chưa? Chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng trao nhau, cho cung đàn lỡ nhiều thương đau.
gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quầng sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm đẹp khi còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu anh tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan, bèo mây tròn kiếp lang thang, cho cung buồn rơi vào đêm đen. Còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu anh tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan, bèo mây trọn kiếp lang thang, cho cung buồn rơi vào đêm đen. Cũng đành chấp nhận hợp tan, bèo mây trọn kiếp lang thang, cho cung buồn rơi vào đêm đen. Để qua cái dàn dựng này, Hằng với lại chàng trai diễn xuất rất là tự nhiên, rất là hay. Bài hòa âm này làm cho cái ca khúc nó thêm thăng hoa, mà Hằng hát cũng rất là tình cảm. Cảm ơn rất nhiều. Bài hát Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở của anh Vinh Sử, cô là được anh Thanh Vũ, là đàn em của ảnh hay là đàn anh của ảnh cô không biết, tập cho cô đầu tiên. Bài hát này đó, cái đoạn giữa nó có ngã qua cải lương một chút, thành ra khi tập á, ảnh nói với cô Phương Dung là hát giọng nam, thành ra cô hát theo ý của hai người đó. Cái bài này đó em hát tròn bài thôi, cái chỗ mà thôi em phải nhõng nhẽo và than, và cái phần đó nó ngã qua vọng cổ một chút xíu. Thu Hằng về thử ráng tập hát giọng nam và hát cái khúc đó đó, mình chuyển qua mình hát có vẻ mùi hơn một chút xíu của bên cổ nhạc. Cảm ơn em. Có lẽ là em cũng hát khá tốt về dòng nhạc trữ tình và bolero.
cho nên em cũng khá có nhiều kinh nghiệm về cái này. Nói chung là tôi chúc mừng Hằng hát cái bài này rất là tốt. Còn vấn đề là mình xử lý trong ca khúc, có nhiều khi chị Hương Lan á, chị rặc về cải lương, ở khúc giữa chị có thể đá qua cái một chút xíu về Nam Bộ đó, cho nó hay. Hoặc chính Ngọc Sơn cũng vậy, em cũng vậy, chị cũng vậy, mình cũng có máu miền Tây nữa. Thật lâu lâu mình có thể đá qua, nhưng mà có thể hát bài này trọn vẹn dọc Bắc cũng rất là tốt, cũng không có vấn đề gì. Hằng hát rất là tốt, chúc mừng em. Cái bài này đó, khi mà tôi với anh Thanh Vũ đó, bởi vì anh là ca sĩ, tôi được một cái bài thơ từ người bạn cho tôi, rồi bữa nhậu ở nhà hàng Trinh Thế đó, rồi mình đem ra tôi nói bây giờ anh em mình làm bài này, thì nói chung là anh là ca sĩ, anh ca luôn, ghi âm luôn. Sau đó tôi mang cái bài đó về, tôi chỉnh lại này nọ xong. Tôi đó với anh Thanh Vũ là thích cái bài này, ca giọng Nam Bộ nó hay, bởi vì đã ăn cắp của bên cổ nhạc. Bản ngắn nào đó tôi quên rồi. Ý anh Thanh Vũ cũng muốn là ca Nam Bộ, nó mới xúc tích được cái giọng ca Nam Bộ. Nhân đây cho phép Trinh xin được hỏi nhạc sĩ là, nhạc sĩ có chia sẻ là mình đã trải qua cũng một vài mối tình. Vậy thì không biết là trong những mối tình đó, mối tình nào là đẹp nhất à? Tình nào cũng đẹp hết. Và người vợ nào tôi lấy cũng đều là vợ thứ nhất. Tại vì tôi không có lường gạt ai hết. Bởi vì tôi đâu có bỏ cái tình đó, tại người ta bỏ tôi thì tôi đi lấy người khác vẫn là tình đầu tiên đối với tôi. Xin cảm ơn nhạc sĩ và những chia sẻ vừa rồi của ban giám khảo rất nhiều ạ. Thi, có phải Thi đó không? Là Thi đây. Mới đó mà anh đã quên Thi rồi sao? Đúng là nghệ sĩ mau quên. Nghệ sĩ thường quên, nhưng cũng thường nhớ. Hay quên những hạnh phúc, nhưng lại thường nhớ khổ đau. Có cách nào mà chúng ta có thể quên được tất cả không anh? Có. Hãy cho tất cả vào quá khứ, nhưng không phải để quên, mà là để nhớ thật nhiều. Anh là một người chung thủy. Nhưng sự chung thủy đó đã giết chết em. Tất cả tội lỗi là do anh. Anh không có lỗi. Tất cả đàn bà, trong đó có Thi, đều yêu thương người đàn ông chung thủy, được hạnh phúc bên người yêu chung thủy là một giấc mơ đẹp nhất của một người con gái. Cho em bài ca mong ước vui.
vừa khi ta nua, tựa như mùa lá chết theo thu già, cũng như trăng ta chết theo đêm buồn dần qua. Thôi, tình đã thế này, anh đó em đây, em đó anh đây, mà đâu còn nữa. Chiều trong chờ đón, buồn vui cùng uống, những đêm trăng buồn, những khi dỗi hờn, đón nhau bên đường tình mới. Em ơi, thôi thế là thôi, là thế đó. Ba năm thôi thế mộng tan tành. Em ơi, thôi thế là thôi, là thế đó. Thiên thu thôi thế đời buồn tên đây. Bài thơ cuối cùng anh viết cho em, anh viết cho em bài thơ của những mùa trăng đã tắt, ngày vui đã mất, chưa chan điều buồn, xót xa những giờ đã đêm theo vào hồn thơ. Hồn thơ.
Nghe em hát cái bài hát này mang tôi trở lại cái ngày xưa mà tôi cũng đã từng hát cái bài hát này. Mỗi lần hát bài hát này là không làm sao mà cầm nước mắt được. Ca từ quá hay, cái melody cũng quá đẹp. Anh Thơ viết bài hát này quá là xuất sắc. Mà hôm nay một ca sĩ trẻ hát cái dòng nhạc trẻ mà hát cái bài hát này làm cho tôi xúc động được. Không biết nói gì hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Hát rất hay. Em hát 1910 với Thái Châu. Mà trong cái bài này đó, hai cái chữ chó tình, cái xuống đó, quá hay đi. Anh Thơ anh viết cái lời, mình có cái cảm giác là cái này để anh nói với cô nhân, người tình đầu của anh. Bài nào anh viết á, cái lời cũng bay bướm, sâu sắc. Mà khi mình hát, mình có cảm tưởng rằng mình là cái nhân vật đó. Cái bài thơ này em mai mốt em đi đâu em cũng mang nó theo trong mình để đấu một cái dấu ấn vô cho em là bài này của em. Khi mà Họa Mi nghe lại cái bài hát, bài thơ cuối cùng này, Họa Mi nhắm mắt lại để thưởng thức cái cách em hát và để nhớ lại là một lần cô Họa Mi cũng đã hát bài này do chú Thơ hòa âm và thâu một cái video. Khi mà quay cái bài hát này ở tại một cái căn phòng thì Họa Mi mặc một cái bộ đồ ngủ, ngồi trên một cái giường, ngó ra ngoài cửa sổ, nhớ về một người yêu không có đến tới mình nữa. Chú Thơ mới nói rằng, cháu ơi, cho chú xin một giọt nước mắt đi cháu. Nhưng mà chú khỏi cần xin một giọt nước mắt, cũng là bao nhiêu nước mắt nó rớt ra rồi. Và từ đó là mỗi lần hát cái bài hát này là nước mắt nó cứ rớt xuống. Họa Mi rất là cảm ơn em, trình diễn rất là tốt. Em có một cái giọng hát rất là tình cảm và em sống trong cái bài hát được. Ở đây là tất cả mọi người đều rung động với em. Cảm ơn em. Rồi cũng đến ngày người nghệ sĩ ấy trở về, về lại trên đường xưa lối cũ. Hoàng Thi Thơ đã về, về để tái ngộ những người bạn văn nghệ đã từng đồng hành với ông từ những năm tháng kháng chiến gian khổ. Và bao năm hòa bình, vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn chờ đợi ngày có thể bắt tay, vỗ vai nhau, kể lại cho nhau nghe những tháng ngày không thể nào quên. Và về để gặp lại người xưa cùng giọt máu người nghệ sĩ ấy để lại trong những thời khắc đau thương ngặt nghèo hơn 40 năm trước. Thời gian qua đi, những tưởng câu chuyện tình của nhiều năm trước rồi sẽ theo dòng đời cuộn trôi mà trở thành một phần ký ức được đậy kín. Nhưng rồi ngày gặp lại đã tới, ngày mà những kẻ yêu nhau khi xưa từng nghĩ không bao giờ đến, nay đã trở thành sự thật. Dù mỗi người mỗi ngã, dù họ đều đã có cuộc sống riêng êm ấm, nhưng mối dây liên hệ không thể nào cắt đứt được, vì vẫn còn đó giọt máu chung của hai người. Cậu con trai tên Hoàng Nguyên Hoài ngày trước đã nhiều năm mang tên là Lê Khắc Hoài, và đã đến lúc Hoàng Thi Thơ trở về đường xưa lối cũ, gặp lại những bóng dáng thân yêu, gặp lại người con chưa từng biết mặt. Con sinh ra là một giọt lệ đau, giọt lệ ấy chẳng đủ soi lòng mẹ. Con là giọt kỷ niệm lúc chia phôi, mẹ muốn quên dáng người đi tội lỗi. Con lại mang khuôn mặt người ba ấy, bởi thương con mẹ chẳng thể quên ba. Năm 15 tuổi, không hiểu gì đâu, tôi đã viết nên bài thơ này và định tặng cho mẹ tôi. Nhưng tôi đã không làm được.
tôi chỉ viết nó và để vào trong nhật ký của mình. Rốt cuộc mẹ tôi cũng đọc được. Hoài, đứa con trai đầu lòng yêu quý của ba. Ba, bốn mươi hai năm về trước, trong chuyến trở về thăm nhà, ba bị mắc kẹt ở lại, và rồi từ đó ba và mẹ con mãi mãi chia cách. Chia cách để rồi 42 năm tôi phải sống một mình với mẹ mà không biết cha mình là ai. 42 năm tôi phải sống với tên một đứa con bị chối bỏ. Từ ngữ ấy không hề có trong từ điển đời ba. Ba chưa bao giờ chối bỏ con. Bao nhiêu năm qua, ba vẫn hằng tự hào rằng đời ba có con và mẹ con. Sao giống như một pho tiểu thuyết, mà tiểu thuyết nào lại không có những tình tiết éo le, phải không con? Năm 1970, khi ba là tác giả đạo diễn cuốn phim Người Cô Đơn, ba đã dựng nên một nhân vật bé bỏng mang tên là bé Tâm. Đứa bé suốt đời cô đơn rất tội nghiệp, chính là con, chính là Hoài, là đứa bé mà tưởng rằng cha mình đã chối bỏ mình. Nhưng đứa bé ấy đâu biết rằng người cha ấy đã từng trở về tìm lại đường xưa lối cũ. Nhưng ngày về, mọi thứ đã thay đổi đến đau lòng. Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dù lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều siêu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoang. Lòng ra thương nhớ, nhớ đến tôi lắm không đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về.
nào ngờ mẹ tôi xa đi bên kia cuộc đời, không lời từ ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng thương nhớ, nhớ phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Bốn mươi hai năm cho một cuộc hội ngộ cha con để giải bày hết những hoài nghi của mẹ, như vậy có muộn màng quá không ba? Hoài, hiểu nhau muộn màng là niềm đau, nhưng sự muộn màng nào cũng đẹp. Đó là sự muộn màng trong cuộc đời chúng ta, con à. Trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra cuộc đời, không lời từ ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chành lòng thương nhớ, nhớ phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Riêng đối với cô Vương Dung á, bài này không hợp với Sơn. Có vài chữ không đúng lắm, không phải sai, nhưng mà thí dụ như lối, mình nói mà không có đúng cái chữ nó thành ra lối. Em có cái giọng tốt, hát rõ lời, chính vì cái rõ quá mà thành râm ra lối đó. Đó, cô góp ý cái bài này như vậy thôi. Xin cảm ơn cô Vương Dung. Nhân đây anh cũng chia sẻ cho Sơn và cũng như khán giả hiểu thêm anh Thơ. Anh Thơ là khó tính lắm, nhất là lỗi chính tả. Lúc mà thu âm đó, riêng cá nhân anh đặt cho anh Thơ là phù thủy, mà coi như là ông là vua bắt bẻ. Mỗi lần mà thu âm, anh thu âm mà anh nghe anh Ngọc Chánh nói hôm nay có anh Thơ đến là coi như anh hồi hộp lắm rồi. Thứ nhất anh là người miền Nam, ít nhiều cũng phát âm á, không như người miền Bắc. Người ta phát âm dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã. Chữ tê, chữ anh C. Anh Thơ là chú trọng cái này ghê hồn lắm. Ông ngồi đó mà ông bẻ hồi cái miệng em muốn là lòi luôn. Anh sợ lắm. Gọi là mỗi lần có ổng là ám ảnh của anh. Mà như vậy thì mình lại có thêm bài học quý báu để mình phát âm ra cho nó rõ chữ.
Nhưng em bị một cái sai lầm nhỏ nhỏ, cô Dung nhắc nhở, thì anh mới nói ra, anh chia sẻ cho anh hiểu thêm anh nhạc sĩ Hoàng Chi Thơ. Cái bài này là chú Thơ viết thật cái cuộc đời của chú, là chú đi kháng chiến về, chú thăm mẹ chú, thì mẹ chú chết rồi. Cho nên chú về chú đau lòng quá, chú mới sáng tác ra cái bài hát này rất là thấm thiết. Sơn không có đầy đủ cái xúc động để cho mình nói lên cái hoàn cảnh mà hai cha con gặp lại nhau. Họa Mi thấy là mình phải sống trong nhân vật nhiều hơn nữa. Mà Họa Mi cũng nói thêm một điều nữa là cái người con của chú Thơ đó, khi mà năm 1975 anh đó ở ngoài Hà Nội vô, thì anh có tìm Họa Mi. Tự vì biết là Họa Mi là học trò của chú Thơ, thì anh có tìm, anh hỏi thăm tin tức của cha mình. Thì Họa Mi nói bây giờ Họa Mi cũng không được gặp, tại vì chú đã ở bên Nhật, rồi chú đã đi Mỹ rồi, cũng không được gặp. Và anh cũng nói là anh cũng rất mong muốn được gặp lại cha. Khi mà Họa Mi đi qua bên Mỹ để mà gặp chú, làm việc với chú, thì chú có hỏi thăm là Họa Mi có gặp cái người con của chú không? Thì người con thì cũng hỏi thăm người cha, mà người cha cũng hỏi thăm người con qua Họa Mi. Thì cái điều đó Họa Mi cũng nói là tự vì có cái người đó tìm chú. Khi mà ông nghe, ông rất là xúc động. Ông không nói được tiếng nào, ông ngồi, ông rất là lâu. Rồi ông nói chứ là ông cũng rất mong muốn để nhìn coi cái đứa con nó mặt mày như thế nào, mặt mũi ra làm sao. Cho nên ông bất cứ giá nào chú cũng phải tranh thủ để mà trở về. Thì sau một thời gian thì chú trở về cái ngày trùng phùng đó. Nó thì rất là cảm động. Thì Họa Mi cũng xin chia sẻ những cái điều gì Họa Mi biết. Xin được cảm ơn ca Họa Mi về sự chia sẻ vừa rồi. Đường như mọi ngày đúng không? Đúng rồi, cảm ơn em. Anh chờ em một chút nha. Ngày nào anh cũng đến đây là vì anh thích mùi vị cà phê hay là anh thích không gian ở quán vậy? Anh thích ngồi ở đây là vì... vì em. Trời, anh ghẹo em hoài. Em có nét mặt và dáng dấp giống như người yêu cũ anh lắm. Anh chọc em không à? Lạ thật, con gái bây giờ hình như không tin vào những lời nói chân thật nữa. Anh ghẹo em hoài. Chuyện xưa chôn vùi theo bóng thời gian, vài năm qua lòng người thay đổi, bạc đen nhắc thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương, kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức, gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốn tâm tư. Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm. Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em, lòng nghe sao xuyến, sợ mẹ biết chuyện mình. Đường vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi, mọi đồ dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ,
cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian trôi chia cách người đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lận đận vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay giang mái nhà xưa. Tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã xa ngang rồi. Một mình chiều nay qua lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lòng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt. Anh đợi tôi có lâu không? À, anh Tài Phương Trang, tôi ngồi từ trưa rồi. Bao lâu thì là lâu? Thời gian với tôi bây giờ còn nghĩa lý gì đâu anh. Nói cái gì mà nghe khó hiểu quá vậy? Chẳng phải tôi là người thua cuộc trên mọi đường đua hay sao? Từ công danh sự nghiệp cho tới tình trường, có là người đến trước cũng muộn màng nhìn người mình yêu sang sông thôi. Ý của anh là Hằng đã có chồng? Ừ, Hằng đi lấy chồng từ cái lúc tôi mãi mê tìm kiếm công danh sự nghiệp ở đâu đâu. Tại vì anh yêu nhưng quá mặc cảm. Ngày gặp lại Hằng tránh mặt tôi, lòng tôi đau còn hơn lúc chia tay. Thôi được rồi, nếu như biết được nguyên nhân lý do của sự gian dở vẫn tốt hơn là mình ôm khư khư trong lòng một câu hỏi quá lớn. Vì sao? Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay giang ai. Chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã xa ngang rồi. Một mình chiều nay qua lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lòng buồn tôi quay gót bóng thoáng nghe
nước mi. Cái giọng con ấm rồi, nhưng mà con có thể con lên cao hơn nữa. Cái bài này đó anh à, chưa đúng với cái chất giọng của Khắc Minh. Tự vì á, nó không có cái cao trào lên. Nếu mà cái bài này của anh có cái cao trào hơn nữa đó, thì anh sẽ thấy cái tài nghệ của cái người này. Ca khúc này đối với tôi đó là lần đầu tiên tôi nghe đó. Chị à, cái bài hát này có cao trào đấy chứ, nhưng mà tại vì cái giọng của Khắc Minh ấm quá, những cái cao trào đó, Khắc Minh không hát cho nó nổi lên, cho nó thấy cái sự khác biệt. Cái ca khúc nào cũng có cái sự cao trào, nhưng mà nhiều hay ít thôi, hát làm sao đó để thấy cái cao trào, cái đoạn A, đoạn B, đoạn C, ba đoạn đó đều phải khác nhau, mình mới làm cho ca khúc đặc biệt lên. Thì chị Phương Dung chưa thấy cái cao trào đó, chơi vừa lòng thôi, chứ thật ra ca khúc có cao trào. Mình hát cái cách khác sẽ có. Tôi nghĩ là cái cách hát của em, cái tâm sự dàn trải cho ca khúc này, em là nhân vật đứng ở trong cái cuộc tình này đã dang dở như thế rồi, nhưng mà mình chấp nhận, đón nhận và chấp nhận những cái hiện tại đang xảy ra. Đây là Khắc Minh hát. Tôi có cảm giác như thế. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn nhìn ca Thái Châu. Về cái phần trình diễn Khắc Minh á, bài này tôi viết có cao trào chứ, có đoạn giữa cao trào lắm đó. À, cái câu thứ 4 là lên luôn đó, cao trào luôn. Mà trước khi có cao trào là có cái dẫn lên luôn. Nhưng mà tại vì Khắc Minh hôm nay là cái giọng nó bị ảnh hưởng do sức khỏe hay vì lý do nào đó, mà lại hát trước mặt tác giả, thì hai cái áp lực đó, cộng lại nó nhân đôi lên. Khi mà một người ca sĩ đó mà cái giọng mình nó không được bén đó, thấy đâu đúng không, mà mình cố gắng mình hát cho rõ lời thì nó lại càng không rõ lời. Nhưng mà dù sao đánh giá thì Khắc Minh hát tròn bài, tốt, nhịp nhàng tốt, và hát có hồn tốt. Chúc mừng Khắc Minh. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đài Phương Trang rất là nhiều. Và chắc chắn là không chỉ riêng Khắc Minh đâu, mà những người kể chuyện tình còn lại cũng sẽ nghe và rút kinh nghiệm cho bản thân của mình để làm ngày càng tốt hơn những câu chuyện mà họ sẽ kể trên sân khấu này. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Em hỏi anh một câu. Tại sao anh là con trai đàn ông mà anh viết nhạc, anh lấy tên con gái Đài Phương Trang? Cảm ơn Phương Dung đã có một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng các bạn ở đây cũng muốn tìm hiểu. Thật ra khi tôi viết nhạc lần đầu tiên đó, mà xuất bản nhạc ra đó, thì tôi lấy tên là Phạm Vũ Anh Tứ, là có vẻ là nam rồi. Đến khi ở hãng đĩa làm cho Phạm Vũ Anh Tứ đó một số bài trong một đĩa cùng với một nhạc sĩ khác. Nhưng bây giờ trong cái đĩa 10 bài mà có hai nhạc sĩ à, thì với cái đầu óc kinh doanh của cái người mà sản xuất nhạc đó, người ta nói đề nghị anh Tứ lấy thêm một cái biệt danh khác. Tôi chỉ nghĩ mà một cái nghệ danh nào nó khác mà nó ít có trùng lập. Thì tôi nhớ lúc tôi bắt đầu học nhạc đó, lớp đệ thất đó, tức lớp 6 bây giờ đó, khi mà tôi lên tới lớp 11, 12 là đã đàn rất rành rồi. Mỗi lần mà họp mặt với bạn bè đó, mà trong đó có bạn nam không đó, thì tôi ca hát tưng bừng luôn. Nhưng mà nếu bữa mà họp mặt đó, có một cô bạn nữ vô thôi, là tự nhiên mình thấy mình sượng. Thành thử tôi mới lấy cái nghệ danh thứ nhì là đàn, tức là cái đàn của mình. Phương là cái chỗ nơi mà mình đàn đó. Trai, có con trai thôi. Đàn Phương Trai. Có nghĩa là tôi chỉ đàn hát chỗ nào có con trai thôi. À, có một người bạn của tôi nói cái tên Đàn Phương Trai nghe sao nó cứng quá, nó không có mềm mại. Tôi có ý này, tôi đọc lái lại Đàn Phương Trai, đọc lái lại là Đài Phương Trang. Đài Phương Trang nghe có nữ tính, nhưng mà xuất xứ nó là nam tính. Đàn Phương Trai mà. Chị hai tôi vẫn chưa quên được hình bóng của anh Luân. Bởi vì chị ấy luôn tin anh Luân có một nỗi khổ nào đó mà đã cố tình làm chị hai tôi đau lòng và dứt áo ra đi.
mẹ tôi cũng không còn khó khăn trong việc lựa chọn yêu đương của chị em tôi. Còn tôi cũng không còn là Hạ thơ ngây mơ mộng ngày nào. Lời hứa trở về của Minh, chắc bây giờ Minh đã quên rồi. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người rồi tội lắm người ơi. Người bỏ xa đi quên tình xưa quên ước thề, người đi quên lối về quên tình nghĩa phu thê. Năm năm rồi người không quay trở lại, chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng tư. Bạc trắng như vôi ta buồn ta đêm thế sự. Người đi quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa, vẫn tìm về nơi mái ấm nhà em. Ta như chim nhớ lá rừng về thăm cây thăm cội, sao rừng chiều điêu hiu. Ai đâu ngờ tình yêu nay cách trở, từng đêm dài còn một bóng bơ vơ. Tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời. Người đi quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi.
Anh Minh. Anh Minh. Em biết không, sự chờ đợi nào cũng có giá trị của nó. Tôi và Minh lại trở về bên cạnh nhau như lời ước hẹn của ngày chia ly. Còn những người xa nhau mà không một lời chia ly thì mùa hạ nào sẽ mang chúng tôi về lại bên nhau. Chị hai sao mai đã thấy được cái kết của hai mối tình, bốn con người. Một cái kết rất là đẹp, rất là có hậu. Họ đã thành đôi với nhau. Còn bây giờ thì xin mời phần đánh giá của danh ca Phương Dung. Thu Hằng hát cái bài Người Đã Quên rất hay. Cô chưa nghe hai bài này. Hai em hát rất tuyệt vời. Cô phải dùng hai chữ tuyệt vời. Tại vì cái bài Hạ Thương nó lạ lắm. Rất lạ. Ổng viết rất khó hát cái bài này. Phải nói rằng cho một cái điểm son rất lớn cho nhạc sĩ Hàng Châu. Lời của ổng trau chuốt lắm. Mỗi một bài hát đều có một cái sắc thái riêng. Hôm nay với cái tập này, với nhiều bài hát này, các em người nào làm cũng tròn vai của mình trên cái sân khấu. Nhưng mà cô thích nhất là cái bài Hạ Thương. Nó hợp với chất giọng Khắc Minh. Và cái bài của Thu Hằng cũng rất là dễ thương, dễ đi vào lòng khán giả lắm. Hai bài hát này đó, anh nhìn thấy cái melody và cái lời của anh Hằng Châu viết thì chúng ta nên chọn lựa cái cách hát nó dàn trải ra. Thì cái sự dàn trải của Khắc Minh cho cái bài Hạ Thương rất là tốt. Nhưng mà em đó còn một cái khuyết điểm là em lấy hơi đó, nó lớn quá. Lấy hơi một cách tinh tế, nó nhẹ nhàng hơn thì không có bị nhắc cái cảm xúc cái người nghe. Mà phải có cái làn hơi, là cái cột hơi chắc thì cái điệp khúc nó mới nổi lên được. Để đổi qua trưởng mà rất là hay, rất là lạ luôn, rất là đẹp luôn. Thành ra là em hát cái bài này, anh thấy cái sự thành công nhiều. Còn Hằng là Hằng hát dàn trải thêm nữa, tư sự chút xíu ra thì cái bài hát tốt hơn. Chứ còn cái giọng em rất là hợp với lại cái bài hát này. Cái hoạt cảnh cuối cùng này anh nghĩ là ít nhiều anh Hằng Châu chắc thích á. Tại vì ai cũng mặc đồ đẹp hết, không hết nghèo rồi. Cảm ơn hai em nha. Thì trước á, thì nói về giọng hát trước ha. Giọng hát của Thu Hằng á, cái bài Người Đã Quên đó là em hát rất tốt. Tôi thích đấy. Cái bài Người Đã Quên này là đúng là cái tâm sự của tôi cũng có ở trong này chút. Và những năm 89 đó là những năm khó khăn về tình cảm giữa tôi với bà xã ở gia đình. Cho nên chúng tôi phải chia tay nhau năm 89. Xa nhau kể từ đó là tôi mới đi ở chỗ khác. Chẳng nghệ sĩ mà hãy muốn chia tay là đi thôi chứ không cần nhà cửa chia chác gì hết. Đi. 5 năm sau ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy nuối tiếc một cái gì đó. Thương thương nhớ nhớ một cái gì đó. Nhất là gia đình, con cái. Tôi mới viết cái bài Người Đã Quên cái này cũng như là một chút tình còn lưu luyến. Tôi ở với bà xã tôi 20 năm. Nó có những câu như là 5 năm rồi người không quay trở lại, chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng tư. Khi mà đi rồi, chia tay rồi, cái lâu lâu cũng về nhà chứ, nhớ cũng về. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa, vẫn tìm về nơi mái ấm nhà êm. Về nhà nhưng không vô nhà, ngồi ở hàng xóm dòm vô nhà mình thôi. Mình thấy buồn bà. Còn bài Hạ Thương thì sao ạ? Cái bài Hạ Thương thì cái bài này ra thì cũng có một phần hư cấu, một câu chuyện tình vào đó. Trong cuộc đời ta thì ai có cái thời là tôi học sinh, mong tới mùa hè để ta nghỉ hè. Nhưng mà nghỉ hè thì phải chia tay về bạn thì cũng có buồn bã lắm chứ. Cho nên tôi viết cái bài này là để nhớ lại cái thời tuổi nhỏ của mình, thời của học sinh của mình. Rồi đấy là cũng là trần tình rõ cho tất cả quý vị khán giả nghe bài. Còn Khắc Minh ha, hát cái bài Hạ Thương thì tôi cũng thấy cũng thích lắm. Trầm ấm, cái giọng trầm ấm. Tôi cũng cảm ơn em đã diễn tả được cái thần hồn của cái bài Hạ Thương cho tôi biết. Tôi cũng rất cảm ơn đạo diễn đã biên tập và đã dàn dựng câu chuyện xuyên suốt một cách có hậu. Tức là cuối cùng lại là em nào cũng có đôi hết, dễ hiểu và hay. Hay, tôi cũng cảm ơn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều.
Và hy vọng là đây sẽ là một kỷ niệm thật là đẹp của người kể chuyện tình tặng cho nhạc sĩ Hàng Châu. Xin được cảm ơn sự có mặt của nhạc sĩ trong hôm nay ạ. Con gái cưng của má, vị khách ở trong kia nắm quyền sinh sát cả cái vùng này. Con cố gắng, con tiếp đãi thiệt là chu đáo, ổng mới bảo bọc cái kỷ diện của chúng ta. Tôi biết rồi, mama đừng có nói nhiều nữa. Biết rồi thì tốt. Dạ thưa ngài, đệ nhất kỹ nữ của Thanh Lâu chúng tôi đã đến. Đêm xuân một khắc, đáng giá ngàn vàng. Tiện nữ nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Ta muốn nằm qua đây. Ngồi xuống. Mùa đông lạnh lẽo, phải biết giữ ấm đôi chân của mình chứ. Tất cả những ngón chân đã lạnh cống hết cả rồi. Kể từ khi chàng thiếu gia Đông Sinh rời khỏi ngôi làng này đúng không? Ngài là ai? Đông Sinh, thanh mai trúc mã của nàng đây. Đông Sinh? Phải, là ta đây. Đúng là chàng rồi, Đông Sinh. Ta xin lỗi. Hãy về với ta. Kể từ ngày hôm nay, cuộc đời của nàng sẽ không còn những ngày mùa đông như thế này nữa. Không, em bây giờ không còn xứng đáng với chàng nữa rồi. Hãy quên em đi, xem như chúng ta chưa từng hạnh ngộ. Bạch Liên, Bạch Liên, nếu như ngày đó ta đưa nàng đi theo ta lên đường phiêu bạt thì nàng đâu phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Bạch Liên, đừng. Bạch Liên ngày xưa đã không còn nữa rồi. Từ trang phục, từ cách diễn, phải nói là xuất sắc. Em đã làm cho chị bị cuốn vào cái câu chuyện mà em kể trên sân khấu. Thật sự là em đã chinh phục được cái cảm giác của chị thật sự rồi. Cái điểm thông minh nhất của em là đúng ngay thời điểm đó em đã thay đổi tiết điệu của bài hát. Thì đó là một cái điều mà chị rất là ngạc nhiên. Chúc mừng em, chị rất hài lòng tiết mục này. Em cảm ơn chị. Tôi nói là cái thứ nhất, Đồng Hải là diễn viên, cái thế mạnh mình diễn xuất thoải mái, rồi từ cái lời thoại nữa thu hút người ta. Và cái nét đặc biệt ở đây là Đồng Hải hát bài này quá tiến bộ, là nhờ cái hòa âm rất nhiều, đổi tiết tấu như thế là làm kích thích cái người ca sĩ mình để mà hát hay. Từ diễn xuất nha, rồi từ phong cách nha, cách hát lôi cuốn, thu hút, hấp dẫn. Đàn ông ơi là đàn ông. Câu đó là phải để em nói. Nói cho nó đông đầy luôn cho cái tiết mục này. Anh rất là vui và anh nghĩ đây là một cái sự tiến bộ của Đông Hải, thấy rõ rệt luôn. Chúc mừng Đông Hải. Em cảm ơn anh. Dạ, mà không biết là cái câu chuyện vừa rồi trên sân khấu với lại câu chuyện của bài hát nó có trùng khớp với nhau không ạ? Chương trình này phần lớn những câu chuyện nó sẽ được dựa trên cái cảm hứng của câu chuyện gốc hoặc là cảm hứng từ chính bài hát, là nhiều hơn là đưa nguyên si câu chuyện gốc ra ngoài sân khấu. Thực ra thì câu chuyện gốc không liên quan gì anh Đông Sinh hay là cô Bạch Liên nào trong đấy cả. Mà có một cô trùng tên với cô đang đứng trên sân khấu đấy. Cô Ngọc. Là cô Ngọc. Bài hát tên là Giáng Ngọc. Vừa giống như một cái tên riêng,
mà lại vừa giống như cái từ chỉ cái bóng dáng của con gái đẹp như là Giáng Ngọc. Và cô Ngọc trong cái bài hát Giáng Ngọc ấy, tên thật ở ngoài là cô Minh Ngọc. Cô là một nữ sinh trường Gia Long. Dạ, là Minh Ngọc luôn à? Là Minh Ngọc luôn. Và đúng là mỗi một lần mà cô bước đi trên đường là kéo theo các anh đi theo, và hình ảnh của cô trong mắt các anh rất là đẹp. Có lẽ là cô Minh Ngọc cũng không ngờ đến một ngày tự nhiên mình là trở thành nhân vật trong bài hát, trở thành nàng thơ một cái tình cờ. Nhưng mà cái việc mà đưa cái câu chuyện trong bài Giáng Ngọc sang một cái không gian hoàn toàn xa lạ như thế này, tôi thấy nó rất là thú vị. Nó cũng rất là khớp với nội dung trong bài hát, từng cái câu hát đấy, bàn tay năm ngón em vẫn kêu san, cũng nói về một cái vẻ đẹp tưởng như đã mất đi rồi, nhưng có tôi vẫn còn đây, tôi vẫn nâng niu cái vẻ đẹp ấy. Chính việc Hải là diễn viên, nó lại là cái lợi thế của Hải. Câu chuyện nó đủ cái xúc động, nó đẩy được cao trào lên và đẩy được cảm xúc, cho nên là Hải hát cái bài này rất là hay. Bài này thực ra nó cũng không phải là dễ hát đâu. Nó cứ đều, nó chỉ có mấy cái nốt cao ở cuối bài thôi, nhưng nó lại có cái nội dung hay. Cái phần kịch của cái bài này á, nó có cái cảm xúc đủ để cộng hưởng với cái ca từ của bài hát, nó dẫn đến một cái phần trình diễn của Hải hôm nay rất là xuất sắc. Xin chúc mừng Hải. Em cảm ơn em. Mà ba, mà về ăn miếng cháo đi mợ. Tôi không ăn đâu, mang ra ngoài đi. Mợ bỏ bữa mấy ngày nay rồi, sức đâu mà mợ chịu đựng nổi hả mợ? Đã nói là mang ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Hay là con đỡ mợ dạo mấy vòng cho khỏe nha mợ. Thôi được rồi, đỡ tôi vậy. Có lẽ tôi sẽ chôn vùi tuổi xuân của mình ở đây thôi. Mợ nói gì vậy? Ngày đầu bước về nhà chồng, danh gia vọng tộc, vậy mà chỉ phút chốc, mọi thứ đã bị lấn át bởi những tranh đua khốc liệt. Sự đè nén ấy đã hành hạ tôi. Cậu hai, cậu vào đây lúc nào? Nhị Yến à, ngày mai tôi lên tỉnh học rồi. Đi với tôi đi, rời khỏi căn nhà này đi chị. Không. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải em đã quá mệt mỏi rồi sao? Mọi người trong căn nhà này làm em đau khổ thêm thôi. Em xin em đó, đi với tôi đi, đi với tôi đi mà dì Hiên à, đi với mà. Thân phận của tôi và cậu là con chồng và mẹ kế đó. Đi, đi. Hạnh phúc mà khóc chứ không phải để mà cười nữa. Hay quá. Những đoạn nào em cần thả sâu và nhẹ, và những cái lúc bứt phá lên dằn xé đau đớn. Chết chị. Chết chị. Cảm ơn em. Hay quá. Em cảm ơn chị quá nhiều. Quá hay cơ. Anh không có ngờ Yến Nhi phải nói là tỏa sáng trong cái tiết mục này. Quá hay. Chị nghe em hát, chị xin lỗi, nó cứ tim chị nó cứ nhồi lên như vậy. Không thể dừng lại được, nó lói đâu thật sự. Cái cách hát của em đặt để cho cái bài này nó rất là gần với cái cách diễn của em. Cái đau mà chán nản, chán đời, bất cần đời mà rất sâu thẳm ở trong đáy lòng của mình. Cái cách hát của em. Yeah. Chết rồi, chết em rồi. Mà cũng chết anh luôn rồi. Chúc mừng Yến Nhi. Rất bất ngờ cho tôi. Quá tuyệt vời. Yeah, cảm ơn. Thế kia là chúc mừng Yến Nhi. Đúng là em đã có được một cái, người ta gọi là điểm rơi phong độ đấy. Một cái cơ hội tuyệt vời để em thể hiện những cái điều mà có thể ở những cái vòng trước mọi người chưa nhìn thấy ở em, hoặc bản thân em cũng chưa tìm được cái cơ hội để em bứt phá. Cái câu chuyện nó cũng có một cái mạch cảm xúc để em có thể hát. Và như anh Thái Châu đã nói đấy, tức là em đã hát đúng cái tâm trạng của nhân vật trong cái câu chuyện đấy. Tôi cũng chia sẻ thêm một chút về cái câu chuyện liên quan đến bài hát này. Lúc tôi tìm hiểu về nhạc sĩ Vũ Thành An và các bài hát của ông, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi thấy bài hát nào hình như có một bóng hồng đằng sau. Bài hát này cũng là một cái câu chuyện, nó cũng rất là thú vị. Đó là ông có quen một cô gái
con một gia đình danh giá, ông cũng hơi có một chút mặc cảm. Sau đó vì công việc thì hai người phải chia tay nhau. Thời gian đầu thì họ vẫn viết thư cho nhau đều đặn. Sau đó thì những lá thư cứ thưa dần, bẵng đi. Một thời gian rất dài ông không nhận được thư của cô nữa. Rồi khi ông quay trở về thì lúc ông đến nhà cô thì trong nhà đang có đám hỏi. Chính là đám hỏi của người con gái ông đã yêu trước đấy. Thì cảm xúc lúc đó như thế nào chắc người cũng đã tự hiểu. Nhiều năm sau ông mới viết bài hát này và đặt tên là bài Không Tên Số 2. Cái câu chuyện mới này nó không liên quan đến câu chuyện gốc nhưng nó cũng tạo cho cái người xem một cái cảm xúc thực sự và tạo cái cơ hội để cho diễn viên trong vở diễn cũng như là chính là ca sĩ ở đây có được cái mạch cảm xúc để có thể hát cái bài đó rất là thăng hoa. Thực sự hôm nay là một màn trình diễn có lẽ là tốt nhất của Yến Nhi. Xin chúc mừng Yến Nhi. Chàng nhìn xem những cánh đom đóm trên vàng mùng tơi mới đẹp làm sao. Đêm tối như than, trên cao là ánh trăng mơ màng, ta cứ ngỡ như mình đang lạc vào cõi tiên. Chàng bắt cho em một cánh đón có được không? Được rồi, để ta bắt cho nàng. Cánh đón bên kia kìa chàng ơi. Đâu? Đó chàng kìa, phía trước chàng đó. Hổn mất rồi. Chàng ơi, cánh đón chạy qua bên này rồi nè. Đâu? Phía trước kìa. Đây, cánh đón. Ta bắt cho em nè. Em cảm ơn chàng. Tình chờ đợi thì người xưa cũng chẳng quay về. Sao? Mà cái bài hát này là khó hát lắm. Nó có những cái đoạn nốt cao, rồi lại thấp thiệt là thấp. Và nó có luyến lấy nữa. Có đoạn như nói. Nếu mà mình hát cái bình thường như thế, nó không có một cái sáng kiến để cho từng đoạn nó khác ra thì khó mà thu hút người nghe. Em phải cho thêm cái sự mượt mà trong cách hát thì nó mới ra cái chất. Cái đoạn cao trào em làm tốt, em hát sáng sủa, nhưng có cái đoạn trầm em vuốt ve một chút, nó thành công hơn. Anh vẫn có những cái chia sẻ như thế. Cảm ơn Tấn Đạt. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự bài này rất rất khó. Em đã chọn một bài thật sự đòi hỏi kỹ thuật quá cao. Những cái luyến lấy của nó mình phải cần luyến nhẹ và ngọt hơn. Nhưng điều đó đối với chị thật sự trong tiết mục này nó không quan trọng nữa. Bởi vì chị nghe em hát, chị bắt được cái tần số trong cái giọng hát của em. Đó là em là một người hát rất có nội tâm, có tình. Đó là cái chìa khóa quan trọng để cho em bước tiếp. Em đã chinh phục được chị qua tiết mục của em. Chị chúc mừng em. Em cảm ơn những nhận xét của chị Vân Nga rất là nhiều. Thế chị không nói rằng là em chinh phục chị là vì cái gọi tên hai vợ chồng chị suốt từ đầu bài đến cuối bài. Anh Ẩn, chị Lan. Ẩn Lan ơi kìa. Nãy vừa nói Ẩn Lan xong cái chị mới nói với anh Tây Châu và anh Minh Đức rằng ôi dễ thôi, câu chuyện đó đâu có gì bí mật, đó là Hoàng Ngọc Ẩn và Quỳnh Lan thôi. Rất nhiều người nghe bài hát này là tò mò về cái tên được nhắc đến trong bài hát là Ẩn Lan. Đây là một bài hát được phổ từ một số câu thơ trích từ cả một cái tác phẩm rất là dài, dài lắm, tới mấy nghìn câu thơ được nhà thơ Phạm Thiên Thư viết, gọi là viết tiếp và kể những câu chuyện mà trong truyện Kiều không có. Và ông sáng tạo ra một số nhân vật, trong đó có nhân vật Ẩn Lan. Cái nhân vật Tấn Đạt đóng ấy là Vương Quan. Chúng ta biết được Vương Quan là em trai của Thúy Kiều, thì Ẩn Lan là gì? Là em dâu của Thúy Kiều. Đây chỉ là một cái lát cắt mỏng từ cái tác phẩm đấy ra thôi, làm cho cái bài hát đấy nó cứ hư hư thực thực ấy. Và âm nhạc cũng vậy đấy, lúc thì rất là mang tính thính phòng, lúc thì đầy cái chất dân gian. Rất là khó với một ca sĩ khi chọn cách hát như thế nào cho bài này. Với Tấn Đạt thì về mặt kỹ thuật thuần túy thì không phải là khó đối với em. Em xử lý cái nốt thấp và nốt cao rất là dễ dàng, cả cái đoạn luyến lấy. Tuy nhiên ấy, có thể do cái bản phối nó mang tính nhạc nhẹ nhiều thì nó sẽ làm cho em khi hát ấy sẽ rất là khó để mà trải cái lòng mình ra với một số những đoạn nó nhiều nội tâm. Và những hoặc những đoạn luyến lấy nó cần nhấn mạnh vào đấy vì nó sẽ bị cuốn theo cái hòa âm như thế và em bắt buộc phải hát cho nó kịp. Trong lúc em trình diễn ấy, cảm thấy hơi tiếc là một số những cái đoạn luyến lấy mang đặc trưng của Bắc Bộ ấy, nó chậm lại hoặc thay đổi một cái tiết tấu khác, hoặc là có những đoạn hát như là nói thì nó sẽ làm ra một cái phiên bản nó khác biệt. Và hy vọng là ở những vòng sau em sẽ không chỉ đáp ứng được sự đòi hỏi đấy mà còn làm được hơn thế. Xin cảm ơn Tấn Đạt. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Sao em đến nhà mà không gọi tôi?
mưa ướt hết rồi. Vào nhà thôi em. Em nhớ anh. Anh không nhớ em chút nào sao? Tôi nhớ em phát điên lên đường. Nhớ, nhớ mà sao không nói? Sao không đi tìm em? Chỉ làm em đau khổ thêm thôi. Em và tôi, một chuyện tình tội lỗi mà cả hai chúng ta phải làm mọi cách để cố quên đi. Em biết như thế này là sai, nhưng mà phải làm sao bây giờ hả anh? Em không thể nào quay trở lại cuộc sống như xưa, như chưa từng gặp anh được. Tội lỗi của tôi là được gặp em và khiến em yêu tôi, nhưng chính tôi cũng không ngăn được mình yêu em gấp nhiều lần hơn thế. Niềm hạnh phúc vô bờ bến, được sống lại những cảm xúc của những ngày đầu mới biết yêu. Rồi cũng chính tay tôi bóp chết tình yêu mãnh liệt đó. Tại sao anh nói sẽ bảo vệ em mãi mãi, mà bây giờ lại bắt em quên đi? Những ngọt ngào bên tôi sẽ là nỗi thống khổ của em về sau. Tôi phải đưa em về thôi. Về với hiện tại, về với hạnh phúc xứng đáng như phẩm giá của em. Số phận không cho tôi đưa em đi suốt cuộc đời. Chỉ mong em hiểu rằng tôi chưa một ngày nguôi nhớ. Em làm cho chị quá xúc động, và chị rất là ngạc nhiên. Em hát quá hay cái bài này, rất tình chạm vào tim chị. Trước đó em đã có một câu chuyện rất đau đớn với người bạn diễn với em rồi, đã muốn rơi nước mắt rồi. Đến khi em bắt vô cái câu đầu tiên là chị muốn liệm người với em, nó làm cho chị xúc động đến muốn rơi nước mắt luôn. Và nước mắt chị đã lưng tròng rồi. Đến giang tấu thì em chuyển qua bossa nova thì cái bài nó tươi hơn một chút nữa. Chị chỉ tiếc một chút phần cuối của em á, em đừng lên cái quãng 8 đó, bởi vì cái bài nó đang tình mà. Nhưng mà dù sao đi nữa, chị quá mê cái phần biểu diễn của em rồi. Chị yêu cái tiếng hát của em. Em quá tuyệt vời. Chúc mừng em, Tấn Đạt. Dạ, em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất nhiều. Tấn Đạt này, Vũ biết và hiểu được cái sự hào hứng của chị Ngọc Ánh. Bởi vì Vũ cũng là một người như vậy. Khi mà nghe bài hát của bạn, ở cái thoại của cái phần diễn đó, phải chi em bưng cái phong cách mà em đang hát này nè, em vô cái phần diễn đó đó, nó sẽ là một cái người đàn ông chững chạc, từng trải. Nó sẽ đẩy cho cái sự đau khổ của người con gái kia nhiều hơn nữa. Nhưng khi nhạc lên, anh thẫn thờ. Giữa cái giọng thoại với cái giọng hát thật của em, nó khác một trời một vực. Cái quan trọng vẫn là hát. Anh thích cái hát của em vô cùng. Cảm ơn em. Dạ, thì thứ nhất là khen cái quả âm hay quá. Bài Rồi Mai Tôi Đi Em hay quá phải không? Dạ. Em thích không? Dạ. Bản thân mình thích cái ca từ của Rồi Mai Tôi Đi Em. Từ cái melody rồi từ cái ca từ quá là hay nha. Rồi được một cái người hòa âm, cái bản hòa âm hay, tạo cho ca sĩ hưng phấn. Với lại cái chất giọng lại rất hợp với lại cái Rồi Mai Tôi Đi Em. Dạ. Hợp với bài này. Hợp lắm, hợp lắm. Thành ra là Tấn Đạt hát với cái cảm xúc từ cái trái tim.
chúc mừng Tấn Đạt. Dạ, em cảm ơn lời nhận xét của ba anh chị rất nhiều. Cô Đào, khuya rồi sao cô còn ngồi ở đây? Gió lạnh lắm. Thôi cô vô trong ghe đi cô. Tôi không sao. Thầy lúc nào cũng lo cho tôi hết. Cả cái gánh hát này ai mà không lo cho cô? Cô là đào chánh mà. Người ta lo cho tôi là vì cái tình, cái nghĩa của người chung gánh. Còn thầy lo cho tôi. Là vì thầy không nói thôi. Chứ tôi biết thầy thương tôi mà. Từ khi chọn nghiệp cầm ca, rong ruổi theo từng con nước, tôi không có dám nói thương ai. Bởi tôi sợ mình đèo bồng rồi làm khổ người ta. Đào ơi, buồn trong con nhện giăng tơ. Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mỗi ai. Tôi có mối ai đâu mà chờ, nhưng biết làm sao được. Tiếng lòng giấu kín theo thời gian, rồi cũng thành những thanh âm rỉ sét. Chỉ còn biết mượn lời ca, tiếng nhạc cho khuây khỏa thôi. Má mới viết thư cho tôi. Má kêu tôi về quê gấp. Ba tôi bệnh nặng. Mà má nói vậy thôi, chứ tôi biết má kêu tôi về là để gả chồng cho tôi. Rồi Đào có tính về không? Tôi định ngày mai tôi sẽ đi. Thầy ở lại mạnh giỏi nghe. Không ấy, sớm mai tôi chèo xuồng, tôi đưa em sang sông. Hòa âm tốt quá tốt. Bởi vì chắc nhờ hòa âm cho nên Tùng Anh nghĩa là hưng phấn hát thấu tận đáy lòng. Từ đầu tới cuối hát cảm xúc rất là tốt. Có một chút xíu chia sẻ với Tùng Anh như thế này. Khi mà mình nghe cho thật kỹ cái hòa âm của nhạc sĩ, mấy cái dằn liên ba đó, mình phải hát đúng cái dằn của hòa âm, chứ không có được lời. Mình mới tạo được cái ấn tượng. Cái người nhạc sĩ hòa âm á, họ đã hiểu cái ý của tác giả, họ đã hòa âm đúng cái ý của tác giả, thì ca sĩ chúng ta phải hát ngúng theo như vậy luôn. Thì anh mong rằng trong tương lai các em sẽ được tốt hơn, nhiều kinh nghiệm, không có để sơ sót một cái chuyện gì hết nha. Chúc mừng Tùng Anh. Bài hát của em, bản thân bài hát đã hay rồi, em hát cũng hay nữa. Giống như em rút cái ruột em ra để em hát, em diễn tả được cái nội dung của bài hát nó đau đớn và nó day dứt. Chỉ có cảm giác như trái tim em nó rỉ máu. Và cái câu chuyện trước đó đã quá xúc động rồi, làm cho chị cũng đau theo. Tim chị muốn đứng luôn. Vì em hát cái nó diễn tả được hết tất cả cái nội tâm của cái bài hát. Nước mắt chị nó rơi mà chị không kìm lại được. Chị rất cảm ơn cái phần biểu diễn của em. Thực sự chị rất là yêu cái tiếng hát này. Chúc mừng em. Anh không ngờ những gì mà chị Ngọc Ánh vừa nói là những cái câu mà anh đã chuẩn bị trong đầu để nói với em. Chứng tỏ rằng là khi em diễn, em hát đã đem lại cái cảm xúc của cái người ngồi nghe, nó đồng điệu với nhau. Cách nhấn nhá của em á,
nó đúng là cái nhạc tình nức nở đau khổ, nhưng nó lại hơi hơi một chút sang trọng. Nó làm cho anh có hai cái thái cực. Lúc thì anh cảm thấy rằng là nó đau khổ, ủy mị. Lại một lát em lôi anh lại, cái cảm giác như là bồng bềnh trong cái bài hát của em á. Em đã đem được cảm xúc đến cho cả ba người ngồi tại đây khi lắng nghe em hát. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh. Hít Liêm. Kha Thi. Nếu anh trai em phát hiện chúng ta hẹn hò, anh sẽ lại bị đánh đập tàn nhẫn. Anh chấp nhận chỉ để đổi lại những giờ phút bên cạnh em. Anh sẽ sống và chết cùng em trên đỉnh gió hú này. Ôi, Heathcliff đáng yêu và tội nghiệp của em. Sao anh không đi một nơi nào đó thật xa? Đi đâu? Nơi đâu khiến anh có thể trở thành một vị hoàng tử. Anh sẽ quay trở lại, mang em theo cùng. Hay là em hãy trốn đi cùng anh. Đi đâu? Bất cứ đâu. Rồi cuộc sống sẽ ra sao? Tối ngủ trong đám cỏ khô, lụm lặt những thức ăn ở chợ. Heathcliff, đó không phải là cuộc sống em muốn. Kha Thi, em muốn trở thành nữ hoàng, còn anh sẽ là chàng hầu của em, đúng không? Heathcliff, anh hãy đi hái cho em thật nhiều hoa thạch thảo, cho đến khi em không còn ôm được nữa. Được, hãy đợi anh. Kha Thi, đến giờ phải về rồi. Quản gia Nelly, tôi phải làm sao đây? Như thế nào mới là cuộc sống mà cô muốn? Tôi sẽ nhận lời cầu hôn của ngài quý tộc Edgar Linton. Rồi còn tình yêu với chàng chăn ngựa Heathcliff tội nghiệp thì sao? Nhưng nếu cưới anh ấy, tôi sẽ rất mất mặt. Tôi chết. Heathcliff đã nghe hết tất cả. Heathcliff! Heathcliff! Heathcliff ơi! Penelope ơi! Anh ấy đã bỏ đi thật rồi. Linh hồn của tôi và anh ấy là một. Nhưng sớm muộn gì thì tình yêu đó cũng hấp hối mà thôi. Cái giọng của em á thì nó rất là phù hợp với là kịch tính. Với cái cách xử lý của mình nó tinh tế thì chị nghĩ là những cái bài hát khó chắc không làm khó em đâu. Tuy nhiên là nãy giờ chị cũng có cảm nhận là em chưa có ngắm 100%. Tuy nhiên em đã chuyển tải được cái nội dung của bài hát cũng như em diễn rất là tốt. Hy vọng là em sẽ chọn được những bài hát ưng ý của mình để mà có cơ hội thể hiện được nữa cái ưu điểm của mình. Chúc em thành công. Xin cảm ơn. Em cảm ơn chị ạ. Chị nói hôm nay cái phần mà diễn xuất của em rất là tốt. Còn về cái phần hát của em là một giọng hát có nội lực. Cái giọng em nó có cái độ khàn nha. Chị rất thích giọng em là giọng có nội lực. Chính vì vậy đôi lúc cái sự mạnh quá đó trong cái giọng hát của em á, nó làm cho em bị chênh, nó chông chênh. Ngoài cái chuyện em phải nhớ lời, nó cao trào quá, em dồn sức nhiều quá thì nó sẽ bị chông chênh. Cho nên em phải chú ý hết sức thì nó sẽ tròn trịa hơn ha. Tôi cũng đồng cảm với hai nữ giám khảo. Đây là phần diễn của Bích Ly là rất là khá. Và cái phần hát đó, cái bài hòa âm rất là hay. Giọng hát của Bích Ly thì hai bạn cũng thấy là giọng hát cũng là nội lực. Thích hợp những cái bài kịch tính. Dạ. Phải thấm cho nhiều thì mới có cái cảm xúc mà nó tột đỉnh được. Nhưng mà cái cảm xúc mà hát như thế này đã là hay lắm rồi. Đúng rồi anh. Dạ. Thì anh góp ý chia sẻ như thế nha. Cảm ơn Bích Ly. Em cảm ơn. Xin cảm ơn những gợi ý và đánh giá đến từ ban giám khảo dành cho người kể chuyện tình Bích Ly. Ôi, em gái của anh, xin hãy tha lỗi cho anh.
anh đã chìm ngập trong nợ nần và đã bán hết tất cả gia sản của dòng họ anh So. Cũng may là mấy năm trước em đã lấy nhà quý tộc Edgar Linton làm chồng, nếu không thì anh đã làm khổ lấy cho em rồi. Anh đã bán những gì rồi? Căn nhà này, trang trại và những quả đồi. Vậy còn tòa lâu đài, những luống hoa thạch thảo và đỉnh gió hú? Cũng bán luôn rồi. Ôi, sao anh không đi chết đi? Tôi sẽ đi tìm người đã mua đỉnh gió hú. Là tôi đây. Heathcliff. Heathcliff. Tại sao lại là mày? Chào anh em nhà ơn So. Chào Cathy. Mày bất ngờ lắm đúng không? Tao đã rời bỏ cái xứ đáng nguyền rủa này, nhưng để trở về. Mày đâu có ngờ rằng cả gia tộc kết xù của mày một ngày nào đó lại rơi vào tay tao, một thằng chân ngựa mà mày đã xem như một con chó. Toàn thân của mày toát lên mùi hận thù. Trả lại nhà cho tao đi, tao xin mày mà. Tao ghê tởm mày, ghê tởm mày. Anh quay về đây làm gì? Là chị em Cathy. Chẳng phải em muốn anh trở thành một vị hoàng tử giàu có, rồi trở về đây mang lại hạnh phúc cho em sao? Anh về rồi đây, nhưng em đã không còn là Cathy của ngày xưa nữa. Em đã có chồng rồi. Hắn ta yêu em cả một đời cũng không bằng anh yêu em trong một ngày. Hãy về với anh đi Cathy. Chỉ cần em nhìn anh như ngày xưa, anh sẵn sàng làm nô lệ, làm chiếc bóng lặng lẽ bên em. Lỗi lầm của tôi là đã nghe theo lý trí mà phản bội anh. Xin anh đừng khiến tôi một lần nữa phải phản bội chồng mình. Nghĩa là em tiếp tục hành hạ, hủy diệt tôi bằng sự tàn nhẫn mà em cho là đức hạnh, là phẩm giá sao? Không, chính anh đã tự giày vò mình bằng sự thù hận. Tôi sẽ đi bên em đến cuối cuộc đời. Tôi sẽ đưa em về thế giới đau thương. Có cảm giác là Tùng Anh hát rất là thấm. Cái thứ nhất, cái điểm son nè là diễn tốt nè. Đúng rồi. Quá tự nhiên, cái là lên tay nghề lắm ha. Nhập vai nè, rồi nhập tâm cái bài hát nữa. Dạt vào tình cảm, từng chữ, từng câu, từng nốt, từng đoạn. Cái cô đa thêm một chút xíu nữa, đau khổ nữa là tuyệt vời nha. Dạ. Chúc mừng cái bài hát Xin Làm Người Tình Cô Đơn lên tay nghề diễn mà còn lên tay nghề hát nữa. Cảm ơn Tùng Anh. Dạ. Và thêm một lời khen nữa là khen cho cái phần hòa âm. Hòa âm rất hay. Và nói về cái giọng hát thì Khánh rất thích cái cách xử lý của Tùng Anh. Trong cái chất giọng của Tùng Anh nó có cái chất thô, chất mộc ấy. Tự nhiên mình cảm nhận được cái tâm hồn ở trong đó, cái cảm xúc trong đó. Phải nói hôm nay là cái tiết mục của Tùng Anh rất là hoàn hảo. Phải nói dùng từ hoàn hảo nha. Khánh rất thích. Chúc mừng Tùng Anh. Dạ, em cảm ơn. Có đoạn như là trách móc vậy. Đúng đó. Rồi đó. Như là nói vậy ra, không phải hát. Cái đó là hay lắm, rất là kịch tính. Hồi nãy giờ xem em biểu diễn á, thì ban đầu chị thấy em diễn rất là ngầu luôn. Thì mình tò mò để coi giọng hát cũng có ngầu không. Tự nhiên khi mà em hát vài câu thì chị rất là cảm tình với em. Và chị nghĩ là phải có một cái sự từng trải hoặc một cái chút lãng tử trong đó để em diễn cái tiết mục này. Thì cái tiết mục này là chị ngồi chị lắc lư với cái bài blues này rất là nhẹ nhàng. Và em diễn tả
rất là đàn ông và rất là lãng tử, đúng cái vai này luôn. Cho nên là em sẽ rất thành công trong cái tiết mục này. Chị chúc mừng em nhé. Phán sinh tử, âm điệu vô cùng kỳ thú, khi thì như gió thoảng, lúc thì ầm ầm như binh mã. Đêm nay ta lại được cùng nàng thủ thỉ nỉ non, cùng nhau nhàn tản dưới trăng thu. Khi trong lòng chất chứa một khối tình, thì thứ âm thanh vang lên cũng chỉ là nói thay cho âm điệu của cõi lòng. Nàng đẹp tựa như một giọt mưa thu, khiến cho ta như muốn chìm vào đôi mắt ấy, muốn tan vào bể khổ của nhân gian. Còn thiếp yêu chàng như một lẽ đời bình dị, giữa hỷ nộ ái ố của cuộc đời, chàng vẫn luôn vững chãi. Ta như hòn đá cuội lăn lóc giữa đời. Cuộc đời này như một quán trọ, tranh đấu để làm gì, hơn thua để mà chi. Vậy còn lẽ tử sinh có khiến chàng khởi nỗi sầu dạng cổ chí kim? Sống, ta chỉ là khách qua đường, thác xuống là ta mới được trở về. Cơn binh biến còn dài, nơi xa trường tên bay loạn lạc, cửa sinh cửa tử chỉ trong gang tấc, thiếp lo sợ. Dẫu nàng có lo sợ thì ta cũng vẫn phải lên đường. Ngủ ngoan nào giọt mưa thu của ta. Rồi khi tàn đêm tỉnh giấc, nàng chợt nhận ra rằng đêm qua có một lữ khách xa nhà đã ghé thăm. Về giọng hát và nội lực của em thì chị đã biết qua những cái phòng trước rồi. Hôm nay em chọn một cái liên khúc này thật quá là hay. Nó cùng một cái cảm xúc và cùng một cái tông, cũng như là một tác giả, cho nên nghe nó rất là hài hòa, mà cảm xúc của em cũng dâng trào nữa. Và giọng hát của em thì quá là ngọt ngào, mềm mại. Phải nói là cái phần biểu diễn của em rất là hoàn hảo. Chị chúc mừng em. Em cảm ơn chị ạ. Bích Ly thì giọng ca rất là tình cảm. Hai cái bài hát này Bích Ly chọn rất là khéo. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong thì là một cái người nhạc sĩ rất là nổi tiếng ngày xưa. Tình cảm của những cái bài ngày xưa nó rất là nhẹ nhàng và nó sâu lắng vô cùng. Và cái điều này em làm được cái chuyện đó. Hòa âm nó dẫn dắt cho mình tới một cái tình cảm để cho em có thể diễn tả được cái bài hát một cách tuyệt vời. Xin cảm ơn Bích Ly nhiều. Dạ, xin cảm ơn cô. Cái thứ nhất là em chọn hai bài hát này, hai bài hát rất là giá trị. Phải nói là đây là một trong những tác giả gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam chúng ta. Cái phần dàn dựng rất là tuyệt vời. Và cái điểm son nữa là cái phần hòa âm tốt quá. Rồi, rất là thích hòa âm. Quá tốt luôn. Chỉ có góp ý chia sẻ thêm với Bích Ly là chú ý ở những cái đoạn thấp, thêm một cái giạc vào mượt mà chút xíu nữa là cái tiết mục này hoàn hảo quá rồi. Có lời chúc mừng em đã chọn hai cái bài hát rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Bích Ly rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Lâu lắm rồi mới lại cùng anh đi trên con đường này. Hơn 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Dòng đời đôi lúc cũng phũ phàng thật đấy. Anh vẫn còn viết lách chứ? Cũng may ông trời ban cho tôi cảm xúc vẫn đông đầy. Các tác phẩm ra đời rồi thành nghiệp thi ca lúc nào không hay. Có bao giờ anh giả sử nếu lỡ mất đi tài viết lách thì anh sẽ ra sao không? Tôi không hay giả sử. Tôi chỉ biết sống hết lòng cho hiện tại, để không phải tiếc nuối quá nhiều. Có thật là anh chưa bao giờ tiếc nuối điều gì?
có chứ. Tiếc nuối những ánh chiều hoàng hôn được cùng em trên đoạn đường này. Tôi ta đường đứng chờ ở đây không biết bao nhiêu cái hoàng hôn rồi. Chờ mãi. Ngọt ngào quá. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, vẫn mãi không thể nào xứng đáng với những cảm xúc nồng nàn của anh được. Lâu lắm rồi tôi mới cho phép mình được sống lại với những ký ức thời niên thiếu. Vẫn còn quá may mắn khi được cùng em xem lại thước phim cuộc đời mình. Mà cảnh phim buồn nhất là đoạn hai chúng ta quyết định đưa tình yêu vào lãng quên. Giá như chúng ta đã sống để không phải nói giá như còn gì. Một khi đã quyết định đôi ngã đôi đường thì những hoài niệm cũ đó hãy cứ để cho gió cuốn trôi đi. Cái bài hát này về phần dàn dựng giữa em và Dương Quỳnh diễn rất là tốt. Và qua bài hát này thì anh thấy khi mà Tấn Đạt thể hiện nguyên một cái đoạn đầu thì anh rất là lo, tại vì Tấn Đạt hát cứ đều, chưa có một cái gì mà thấy nó đặc biệt. Bắt đầu từ chuyển tông thì đây là cái giây phút thăng hoa, hát vuốt ve ếm hơi câu hát, dạt vào tình cảm rất là ấn tượng. Phiên bản dấu tình sầu rất là đặc biệt. Cảm ơn Tấn Đạt. Cảm ơn anh Thái Trang rất là nhiều. Họ Mi thì rất thích Tấn Đạt hát, tự vì cái giọng của em là một cái giọng rất là hoàn hảo, từ cái giọng vang cho đến cái phát âm cho đến cái hơi thở. Và em có nuance rất nhiều trong cái bài hát, là có to, có nhỏ, có thì thầm. Quan trọng là em có cái tình cảm trong cái bài hát này, là Họa Mi thấy cảm nhận được. Phải nói cái hòa âm rất là đặc biệt và rất là hay. Em hát bài này rất là thành công và thuyết phục được Họa Mi. Xin chúc mừng em. Dạ, em xin cảm ơn những lời nhận xét rất là quý báu của Mi. Giọng hát của em là quá tuyệt vời rồi, hoàn hảo từng nốt một, từng cách phát âm lên xuống trầm bổng, bỏ nhỏ hoặc gào thét hoặc ray rứt đều có đủ hết trong tất cả các cung bậc của em. Chị thích cái lúc mới vô là em vô ngay điệp khúc liền. Cái đó cũng là một cái dạng, một cái gu của chị. Mình đẩy cái điệp khúc lên cao trào liền lập tức, vì nó ăn theo cái phần nội dung diễn phía trước đó nữa. Nếu như có một chút gì đó em bỏ nhỏ mà nó lắng lại, tại vì từ đầu bài đến cuối bài em đều có cái sự nội lực và bão tố ở trong đó, lắng ít quá, chị vừa mới nhỏ ra được một giọt nước mắt thì em đã dâng trào lên rồi. Chị hơi tiếc một chút thôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì về phần biểu diễn cũng như là cái sự dàn dựng cũng như là cái bạn diễn chung với em, tất cả đều hoàn hảo. Chị chúc mừng phần biểu diễn của em. Em cảm ơn chị và Thật Ánh rất là nhiều.